Chia sẻ với truyền thông, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cho biết, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh muốn giải hợp đồng với tiền vệ Lý Nguyễn và thủ thành Bùi Tiến Dũng khi hợp đồng của các cầu thủ này hết hạn sau mùa giải năm nay. Đây là động thái cho thấy sự ghi nhận của đội bóng chủ sân Thống Nhất với màn thể hiện của những cầu thủ này trong hành trình giúp đội trụ hạng vừa qua. Cùng với bộ đôi này, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng còn 8 cầu thủ khác hết hạn hợp đồng sau mùa này, trong đó đáng chú ý có Ngọc Đức, Hoàng Thịnh, Văn Cường hay Công Thành. Trong khi đó tại SHB Đà Nẵng, đội bóng này sẽ tiến hành đàm phán để gia hạn hợp đồng với thủ thành Phan Văn Biểu. Dù ban đầu chỉ là sự lựa chọn số 3 trong khung gỗ của đội bóng sông Hàn, nhưng khi được huấn luyện viên Phan Thanh Hùng trao cơ hội, thủ thành trở thành từ PVF đã nhanh chóng khẳng định được khả năng chuyên môn của mình. Đến hiện tại, Văn Biểu đã góp mặt ở 6 trận đấu cho đội bóng sông Hàn. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, đồng đội cũ của Văn Biểu là hậu vệ Lê Quang Vinh đang lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng tại V-League, trong đó có BKM Bình Dương và đội bóng cũ SHB Đà Nẵng. Cầu thủ 23 tuổi ký hợp đồng có thời hạn nửa mùa giải với câu lạc bộ Sài Gòn ở giai đoạn giữa mùa giải năm nay theo lời mời của cựu giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức. Đến hiện tại, cầu thủ người Sóc Trăng đã thi đấu trọn vẹn 11 trận cho đội bóng của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương ở V-League 2022.